đa đề có thể là một nhà ảo thuật với những manh lưới ảo diệu trong giao tranh, nhưng Duff mới thực sự là kẻ săn mồi đứng ngoài cuộc chiến và bắn hạ từng phát chí mạng của những đối thủ đang giận dữ vì những chiêu trò của đa đề. Sự phối hợp của hai người này thậm chí còn hơn cả những gì đẹp nhất mà người ta có thể hình dung, với độ hiệu quả và ổn định đã được kiểm chứng. Nhà báo nổi tiếng về eSports Thorin Greil từng đánh giá như vậy về người bạn học chung trường cấp 3 của Faker. Hôm nay, Cảm Thể Thao sẽ giới thiệu đến các bạn một sa thủ kỳ cựu lâu năm người Hàn Quốc, một tài năng ngút trời nhưng những danh hiệu lớn ít khi lại mỉm cười với anh. Vâng, không ai khác đó là Dev. Dev, tên thật là Kim Hyuk Kyu, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1996, thuộc cung Thiên Bình và cặp tinh con chuột. Hiện đang thi đấu ở vị trí xạ thủ cho đội tuyển Hanwha Life Esports. Dev có quá trình thi đấu chinh chiến khá lâu đời ở nhiều đấu trường đỉnh cao như LCK, LPL và được xem như là thế hệ xạ thủ F2 Hàn Quốc. Tháng 2 năm 2013, Dev có màn debut tại đội tuyển MVP Blue, tiền thân của Samsung Blue sau này, với giải đấu đầu tiên mà anh tham dự là Olympus Champions mùa xuân 2013. Tại bảng A, MVP Blue không có được nhiều chiến thắng và phải xếp hạng chót, hạng 9 đến 12 chung cuộc. Mùa hè 2013, MVP Blue tham dự Hot Seat Champions mùa hè nhưng lại thất bại một lần nữa và xếp hạng 9 đến 16 chung cuộc. Tuy nhiên, lúc này Dev nổi lên như là xạ thủ có kỹ năng hàng đầu Hàn Quốc. MVP Blue và đội tuyển chị em MVP Ozone được tổ chức Samsung Galaxy tài trợ và đổi tên tương ứng thành Samsung Blue và Samsung White. Sau kỳ chung kết thế giới 2013 với ngôi vô địch thuộc về SKT T1K, giải đấu mùa đông Pandora Champions mùa đông 2013-2014 trở lại, Samsung Blue có sự tiến bộ khi vào được tới tứ kết. Kinh nghiệm thi đấu mà Dev có được trong mùa giải này cho phép anh phát triển thành một trong những xạ thủ đẳng cấp nhất Hàn Quốc từng sản sinh. Nhà tài trợ Hot Seat quay trở lại ở hạng giải đấu xuân hè 2014. Tại giải mùa xuân, Samsung Blue đã có một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn với những cái tên nổi bật như Akorn, Spirit và đặc biệt là cặp đôi song sát Dade, Dev chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Najin White Shield đã giúp SSB có lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Tại giải đấu mùa hè, dù đã tiến vào trận chung kết nhưng rất tiếc Blue đã thất bại 2-3 trước KT Arrows. Tuy nhiên, với kết quả này họ vẫn vào đến chung kết thế giới 2014 với tư cách là hạng giống số 1 cho khu vực Hàn Quốc. Bước vào giải đấu, Dev gây được chú ý khi anh gây ra lượng sát thương cực kỳ vô lý với tất cả những vị tướng mình sử dụng. Đội tuyển của anh vào bán kết đụng độ với hàng xóm Samsung White, nhưng với sự lên đồng của những Paul, Dandy v.v. White có được chiến thắng 3-0 thuyết phục Blue phải chia tay giải đấu được tổ chức trên chính sân nhà của mình một cách cực kỳ đáng tiếc. Riêng về cá nhân Dev, anh khẳng định được vị trí và tên tuổi của mình trên toàn thế giới và thật sự chạm đến ngưỡng của một siêu sao thực thụ. Theo làn sóng di cư của các tuyển thủ Hàn Quốc, ngày 31 tháng 10 năm 2014, Dev nói lời chia tay với Samsung Blue. Chỉ sau 10 ngày, Dev đã có biến động mới là Edward Gaming của Trung Quốc cùng với đồng hương Paul. Trận đấu đầu tiên giờ EDG, Dev đã tỏa sáng để giành chiến thắng 3-0 để thuyết phục trước Team King tại trận chung kết G-League 2014. Giải đấu Demacia Cup mùa xuân 2015, EDG bất bại và kết thúc trận chung kết với Invictus Gaming với tỷ số 3-0 gọn gẽ. LPL mùa xuân 2015, Dev chơi tổng cộng 44 ván đấu và chỉ thua 6 ván. Tại ván 5 trận chung kết, Agaku Pentakill để đời với Sevilla đưa EDG lên ngôi vô địch và tiến ra MSI 2015. Giải đấu lần đầu tiên được Riot Games tổ chức. Edward lọt vào đến trận chung kết và chiến thắng SKT với tỷ số 3-2 kịch tính. Trở về Trung Quốc tham dự Demacia Cup mùa hè, EDG lại khẳng định sức mạnh bằng cách lên ngôi vô địch tuyệt đối. Sang LPL mùa hè, EDG chỉ cán đích hạng 4 chung cuộc nhưng vẫn lách qua khe cửa hẹp để tiến đến chung kết thế giới với tư cách hạng giống số 2. Tại đây, họ nằm cùng bảng C với SKT T1 của Hàn Quốc, H2K của châu Âu và người hàng xóm láng giềng của chúng ta, Bangkok Titans. EDG sau hai lượt trận vòng bảng tiến vào tứ kết đụng độ Fnatic, nhưng họ nhanh chóng vỡ vụn trước ông vua mùa 1 chỉ sau 3 ván đấu. Dev khi ấy thi đấu không hề tệ, nhưng có lẽ phong độ và sức mạnh của EDG không còn được đỉnh cao như khi đá bại SKT 1 tháng trước. Mùa xuân LPL 2016, Dev và đồng đội có một khởi đầu không mấy thuận lợi khi họ chơi một số trận mà không có sự góp mặt của Clear Love. Tuy nhiên, họ dần hồi sinh và trở lại vị trí thứ hai của bảng B trong giai đoạn cuối vòng bảng playoff. EDG hạ Snake Esports 3-0. Ngay sau đó, ứng cử viên vô địch Kyogu Reapers của DNB đã từ bỏ trận, nên EDG tiến vào chung kết. Và lần này, Dev đã bỏ lỡ cơ hội có mặt tại MSI thứ hai liên tiếp khi tập thể EDG thất thủ 1-3 trước Royal Never Give Up. Sang đến mùa hè, EDG trì giữ bộ mặt hủy diệt với hệ số 16-0 vòng bảng, đánh bại WE 3-2 tại bảng kết và giả RNG 3-0 trong trận chung kết để trở thành hạt giống số 1 khu vực LPL tham dự chung kết thế giới.
EDG được xếp vào chung bảng với H2K, AHQ và INT do thua trận tiebreak trước H2K, nên EDG xếp thứ hai và gặp đội Nhật Bản khác ở vòng tứ kết. Sức phần nghiệt ngã The Rocks Tiger, Devadev, hạt giống số 1 LPL đã không chịu nổi nhiệt trước hạt giống số 1 LCK và gục ngã. Cá nhân Dev cũng chia tay EDG sau khi giải đấu Demacia Cup kết thúc. Và Demacia Cup, sau khi cùng với đồng đội nâng cúp và chụp ảnh lưu niệm, Dev bước đến trước đám đông và nói lời chào tạm biệt trực tiếp và cảm ơn EDG, tuyển thủ hỗ trợ Meiko cùng tất cả những người đã ủng hộ anh trong suốt khoảng thời gian thi đấu tại Trung Quốc. Đám đông fan ngồi dưới đồng loạt giơ cao tấm bảng "Thank you Dev" để thay cho tất cả những gì mà họ muốn nói, và không ít người trong số họ đã rơi nước mắt khi phải chia tay với thần tượng của mình ngay sau đây. Có thể nói, vinh quang trong 2 năm 2015-2016 của EDG nhờ phần công lớn của siêu xạ thủ người Hàn, tiếc cho LPL khi ấy chưa đủ độ chín để bước lên ngôi vị cao nhất như 2 năm gần đây. Và kể từ khi chia tay Dev, EDG liên tục trượt dài và không còn giữ được vị thế của mình như năm nào nữa, bất chấp việc xạ thủ trẻ iBoy không phải quá thua kém Dev. Năm 2017, Dev trở về quê nhà Hàn Quốc, gia nhập Super Team KT Roster với những Smap, Score, Paul, Mata nhằm mục đích hạ bệ SKT, và phải thừa nhận rằng KT 27 là đội tuyển mạnh thật sự cho đến khi gặp SKT. Họ không thể thắng được SKT trong bất kỳ trận BO3 hay BO5 nào. Các trận đại chiến viễn thông luôn thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả, nhưng kết quả thì chỉ có một. Dev 2017 còn đáng buồn hơn khi đội tuyển của anh không thể tham dự chung kết thế giới. Năm 2018, Dev vẫn chọn ở lại với KT. Dù không có được thành tích tốt ở năm trước, nhưng KT vẫn được đánh giá là đội tuyển cực kỳ mạnh. Nhưng phải đến LCK mùa hè thì sức mạnh này mới được phô diễn. Sức trẻ của đường giữa dù khô có lẽ đã thổi một luồng gió mới vào những ông già như Score, Mata. KT vô địch quốc nội và là hạt giống số 1 khu vực LCK đến với chung kết thế giới 2018. Tại chung kết thế giới, họ có hệ số 5-1 ở vòng bảng, nhưng khi tiến vào tứ kết, họ đành ngậm ngùi thất thủ 2-3 trước Invictus Gaming, đội sau này lên ngôi vô địch giải đấu. Dev nói lời chia tay KT sau 2 năm gắn bó. Sau thảm kịch tại chung kết thế giới 2018, Dev gia nhập Kingzone Dragon X. Mặc dù được giới chuyên môn đánh giá là đội tuyển có dàn nhân sự chất lượng, nhưng họ không gặt hái được nhiều thành công và cũng thất bại hoàn toàn trong việc giành vé tham dự chung kết thế giới 2019. Dragon X tái thiết nhân sự với những cái tên chất lượng để triển vọng trong năm 2020, với những Doran, Pausik, Jovi, Kera. Sự giao thoa giữa sức trẻ cùng với kinh nghiệm của những đàn anh lão làng như Dev, Dragon X đã hăng 3 mùa xuân và Á quân mùa hè ở Hàn Quốc. Đến với chung kết thế giới 2020, họ nằm cùng bảng với Top, FlyQuest và Kỳ Lân Hồng, Unicorns of Love. Họ đạt hạng 2 vòng bảng với hệ số 4-2, sau đó thất thủ 0-3 trước nhà vô địch Devon tại tứ kết. Rồi Kingzone, anh cùng với Jovi đã hơi ngộ tại Hanwha Live Esports. Tuy vậy, khả năng tiến xa của đội tuyển này là không nhiều. Ngay từ khi còn thi đấu cho Samsung Blue, Dev đã được biết đến với khả năng giao tranh cực kỳ khủng khiếp. Anh biết rõ giới hạn của từng vị tướng mà mình sử dụng. Sự tập trung cao độ trong mọi tình huống giúp Dev có thể hạn chế tối đa những kỹ năng định hướng nhắm vào mình, đồng thời nhanh chóng chọn được vị trí thích hợp để gây ra hạng tấn sát thương. Tuy nhiên, hạn chế đáng kể của Dev thời điểm đó nằm ở khả năng đi đường tương đối yếu, thường xuyên thua chỉ số lính so với đối thủ, là một xạ thủ có khả năng gánh đội vào cuối trận. Nhưng nếu không thể vượt qua giai đoạn đi đường, sức mạnh giao tranh của Dev chẳng thể bù đắp nổi chênh lệch về trang bị. Kể từ khi gia nhập EDG, hay nói chính xác hơn, kể từ khi đánh cặp cùng Meiko, điểm yếu đi đường của Dev đã gần như được xóa bỏ. Vượt qua bất đồng ngôn ngữ, cặp ba trung thể hiện được một sự ăn ý đến khó tin, từ trao đổi chiêu thức, điều khiển thế lính, phối hợp chồng sát thương và hiệu ứng khống chế đến di chuyển vào giữa trận và giao tranh trong mọi giai đoạn. Nếu như view Dev là Ashin, thì Meiko giống như chiếc gót chân của anh. Chiếc gót chân không còn khuyết điểm, thứ duy nhất Dev còn thiếu trên con đường trở thành xạ thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Còn nhớ, qua thời gian Dev cùng với người bạn của mình là Paul mới được chiêu mộ vào đội hình EDG, cả hai đều mang nặng sự kỳ vọng to lớn của những người hâm mộ. Họ được đặt niềm tin sẽ mang về những vinh quang to lớn cho vị đại gia của nền liên minh huyền thoại Trung Quốc. Quả thực, trong suốt khoảng thời gian thi đấu tại LPL mùa xuân và hè 2015, màn trình diễn của cá nhân Dev chưa bao giờ làm thất vọng những người hâm mộ. Chính anh là mảnh ghép lớn nhất tạo nên những hào quang mà EDG ngày ấy sở hữu. Mặc dù đội tuyển Trung Quốc không phải cái nôi nuôi nấng anh, nhưng những công hiến của anh dành cho tập thể sẽ khiến cho những kẻ ngạo mạn nhất cũng phải trở nên khiêm nhường. Thế nhưng dòng đời xuôi ngược luôn có những viên đá mang tên khó khăn. Một trong số những viên đá đó đã vô tình khiến cho xạ thủ tài năng này phải vấp ngã. Những dấu hiệu đầu tiên của sức đuối có lẽ là tại vòng playoffs của LPL mùa hè, khi EDG nhận liên tiếp hai thất bại ê chề trước LGD Gaming và Invictus. Hệ quả là nhà vô địch LPL mùa xuân phải vác hình ảnh của mình đến chung kết thế giới trên danh nghĩa hạt giống số 2. Đầu đớn này có ai thấu cho Dev khi chính đôi vai anh lại một lần nữa phải gồng lên để nuôi hy vọng cho cả đội.
nhưng thật đáng tiếc cho một tài năng lớn. Chung kết thế giới 25 hội tụ quá nhiều những gương mặt cộm cán, và chính sự hụt hơi của EDG đã một lần nữa khiến cho nỗi đau của Dev thêm dài. Có thể thấy, mặc dù thi đấu rất thành công trong hầu hết giai đoạn của mùa giải, nhưng càng đi về sau, Dev nói riêng và tập thể EDG nói chung đều thể hiện sự yếu đuối của mình. Đường dài mới biết ngựa hay, và có vẻ như chú ngựa mang tên Dev vẫn chưa một lần có được sức bền cần có. Những thất bại liên tiếp trong giai đoạn cuối mùa giải 25 khiến cho chàng trai xứ Kim Chi bắt đầu nghi ngờ tương lai của mình ở Trung Quốc. Khi anh chia sẻ mong muốn quay về quê hương thi đấu, có lẽ cũng chính là lúc người ta nhìn thấy một Dev yếu đuối nhất, một Dev thất bại nhất. Tuy không có đối thủ tại Trung Quốc, nhưng Hour Gaming của Dev không thể hiện được sức mạnh vốn có của mình tại các giải quốc tế. Chỉ cần người đi rừng Killer Love trong một ngày bị tụt phong độ và EDG không tìm ra các chiến thuật hỗ trợ hết mình cho Dev, thì họ cầm chắc 90% thất bại. Và khi trở về Hàn Quốc trong ảo KT Roster, Dev phải chia sẻ nhiều tài nguyên hơn khi anh không phải là người gánh chính trong đội. Mà khác, người đang cặp với Dev là Mata, một hỗ trợ vô cùng xuất sắc, nhưng lối chơi cũng khá tiêu cực khi chỉ có khái niệm thắng hoặc thua đường, chứ không có farm hòa bình. Một điều nữa, Hàn Quốc là một môi trường có rất nhiều con quái vật ẩn nấp trong rừng, nên chỉ một bước di chuyển sai lầm khi đi đường thôi sẽ khiến Dev trở thành con mồi ngon. Score không phải mẫu người đi rừng quan tâm quá nhiều đến đường dưới, và anh chàng này cũng rất nổi tiếng với khả năng giữ mạng, nên Dev cần phải tự điều tiết lại bản thân và thậm chí phải hy sinh bản thân mình vì lối chơi chung của toàn đội. Trường mở màn với Rock Tiger chào mừng Dev và Paul trở về quê nhà, đã chứng kiến một con Ezreal kinh dị của Dev với những cú phát bắn thần bí như kỹ năng mục tiêu. Anh lạnh lùng hạ gục từng thành viên team địch với những pha xử lý kỹ năng đẳng cấp thế giới. Và sau trận đấu đó, người ta đã dần thấy được cái tên sừng sỏ có thể đạp đổ như Bray hay Bang ngự trị. Nhiều người so sánh Dev và Bang, nhưng thực sự nếu nói có thể chèn ép được Dev, chỉ có duy nhất Im đỉnh cao mới có thể làm được. Nguyên do là bởi cách đánh của Im còn lão hơn Dev nhiều lần, và với những sao thủ quan trọng yếu tố giữ mạng thì chắc chắn rằng sẽ không thể đương cự với Dev. Trong những meta không cho phép sao thủ có nhiều đất diễn, Dev vẫn hiên ngang ở đó bắn những phát đạn chí mạng vào đầu đối thủ, và không ít lần đóng vai trò người hùng mang về chiến thắng cho KT. So với Bang, Dev mang trong mình chút gì đó bản lĩnh của một ngôi sao và có phần hơi kiêu ngạo, nhưng rõ ràng với những gì đã thể hiện, anh có quyền được như vậy. Thế nhưng xét cho cùng, dù ở mặt đẳng cấp cá nhân anh không hề kém cạnh Bang, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn. Nhưng Bang chính là Bang, người đã có tận 2 cúp thế giới và 2 cúp MSI, vẫn luôn xếp trên Dev về thành tích. Và thay vì cứ luôn so sánh người này với người kia, tại sao chúng ta lại không cùng cổ vũ cho cả hai siêu sao? Người hâm mộ Hàn Quốc luôn nói rằng khuôn mặt của anh trông rất giống với Alcapa, một loại lạc đà. Dev là một trong những người đầu tiên phổ biến rộng rãi Lucian tại máy chủ Hàn Quốc với kỹ năng cá nhân và lối lên trang bị tam hợp kiếm. Anh cũng là người duy nhất đạt kỷ lục 1.000 kill tại hai khu vực LPL và LCK. Có thể nói xuyên suốt khoảng 8 năm qua, Dev đã cống hiến hết tuổi thanh xuân cho Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Đẳng cấp của Dev chắc chắn không có bất kỳ mỹ từ nào để miêu tả hết. Nếu Uzi xưng hùng xưng bá tại Trung Quốc, thì hầu như cho đến khi gặp phải EDG Dev, Uzi đều tắt điện. Phải công nhận rằng, phong độ của anh thật sự rất ổn định so với những đồng đội cùng trang lứa, khi mà các huyền thoại cùng thời anh đã dần nghỉ hưu và một ít còn lại cũng bước vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Tiếng nói lớn nhất của chàng sát thủ này chính là chưa một lần lên ngôi vô địch thế giới, điều mà lẽ ra Dev phải có. Nguyên nhân trong những thất bại của Dev, một phần đến vì chính bản thân anh thường xuyên choke trong các trận đấu quan trọng. Và đến hiện tại, đối với Dev, danh hiệu vô địch MSI có lẽ là danh hiệu quốc tế đáng giá nhất của anh. Thanh xuân thi đấu chuyên nghiệp đã qua, và giờ đây cơ hội hiện thực hóa giấc mơ gần như hoàn toàn khép lại. Nếu muốn vô địch thế giới thì chắc phải chờ đợi Dev trên cương vị huấn luyện viên. Tất nhiên là trong trường hợp Dev hoàn thành nhiệm vụ quân sự và muốn quay lại với Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Dev so với các sao thủ hàng đầu thế giới có thể không phải là số 1, nhưng chắc chắn nếu là số 2 thì khó có ai dám nhận mình là số 1. Anh đích thì là tượng đài huyền thoại của châu Á, mà cũng là sao thủ huyền thoại của thế giới. Mong rằng trong bước đường tương lai, Dev sẽ có nhiều thành công, và Dev trong lòng những fan ruột của anh sẽ mãi mãi là một siêu sao thủ huyền thoại.